Deinocheirus là khủng long gì? Đây là câu hỏi đã làm đau đầu giới cổ sinh vật học suốt hơn 50 năm qua, kể từ khi dấu tích của một trong những sinh vật kỳ lạ nhất hành tinh được phát hiện trong biển cát mênh mông của miền Viễn Đông bởi bàn tay của những người phụ nữ nơi đây. Trong video này, mình và các bạn hãy cùng đi qua những gì mà nửa thế kỷ qua giới cổ sinh vật đã tìm thấy về loài khủng long này. Hồ sơ khủng long số 14, Deinocheirus, khủng long kỳ lạ và nửa thế kỷ truy tìm danh tính. Deinocheirus là khủng long gì? Deinocheirus theo tiếng Hy Lạp là tay khủng khiếp, một chi khủng long theropoda rất lớn, từng sống tại nơi ngày nay là Mông Cổ vào cuối kỷ Creta thuộc thành hệ Nemec, cách đây khoảng 70 triệu năm. Ngày 9 tháng 7 năm 1965, tại một khu vực được mệnh danh là Atan Ulaba, hiện nay thuộc tỉnh Onogovi, Mông Cổ, nằm giữa sa mạc Gobi, trước khi kết thúc chuyến khảo sát kéo dài 2 năm phối hợp giữa Viện Khoa học Quốc gia của Ba Lan và Mông Cổ, đoàn khảo cổ dẫn đầu bởi nữ giáo sư Zofia Kielan Jagorowska tình cờ phát hiện được một mẫu vật hết sức kỳ lạ nằm giữa các tảng sa thạch trên một ngọn đồi nhỏ. Đó là một bộ chi trước dài đến 2,4 mét, còn nguyên cả đai vai với một bộ vuốt khổng lồ bên trái cùng một số xương sườn và đốt sống. Mẫu vật được gọi bằng số hiệu MPCD100/18. Dựa vào hình dạng của bộ móng vuốt, nữ giáo sư Hanska Osmoska, một thành viên khác trong đoàn khảo sát cho rằng đây là phần còn lại của một theropod ăn thịt rất lớn và quyết định đặt cho loài khủng long vừa được phát hiện cái tên Deinocheirus mirificus, có nghĩa là bàn tay khủng khiếp vào năm 1970. Gian nan truy lùng danh tính. Sau những phát hiện và đặt tên vào năm 1970 thì không có thêm bất kỳ khám phá nào về Deinocheirus và lai lịch của loài khủng long này dần bị trôi vào quên lãng. Mãi cho đến đầu thế kỷ 21, sự quan tâm về sinh vật bí ẩn này mới được xuất hiện trở lại, tức là hơn 50 năm sau. Lần này, người lĩnh sướng sứ mệnh tìm hiểu về thân thể của khủng long Deinocheirus là tiến sĩ Philip John Curry, nhà cổ sinh vật học nổi tiếng đến từ một trong những thánh địa khủng long là Canada. Năm 2008, tiến sĩ Curry cùng một đoàn khảo cổ phối hợp giữa Hàn Quốc và Mông Cổ quyết định trở lại khu vực năm xưa. Các nhà khảo cổ Ba Lan đã tìm được các phần xương của Deinocheirus với hy vọng phát hiện thêm các manh mối. Mặc dù đã mời cả giáo sư Kielan Jaworowska và Rinchen Basbo, thành viên người Mông Cổ của đoàn khảo cổ năm xưa, tuy nhiên, việc xác định chính xác khu vực này giữa biển cát mênh mông của sa mạc Gobi với những dấu vết hết sức mờ nhạt đã qua hơn 50 năm là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, những nỗ lực không ngừng nghỉ của tiến sĩ Curry và các cộng sự đã được đền đáp. Không chỉ xác định được khu vực năm xưa mà họ còn tìm thêm được một số dấu tích quan trọng, bao gồm một ngón chân và một mảnh xương sườn bụng của chính cá thể Deinocheirus năm xưa. Đặc biệt trên đó còn lưu lại dấu răng của kẻ ăn thịt đáng sợ nhất vào thời điểm đó, Tarbosaurus. Như vậy, sau khi chết già, con Deinocheirus này đã bị ăn thịt và điều đó lý giải rằng tại sao phần lớn bộ xương của nó đã bị biến mất. Trước đó, vào năm 2006, tiến sĩ Yong Nam Lee đến từ Học viện Khoa học Trái đất và Tài nguyên Khoáng sản Đại Hàn trong một chuyến khảo sát đã tìm thấy hóa thạch của một cá thể Deinocheirus chưa trưởng thành tại khu vực không xa nơi tìm thấy mẫu vật đầu tiên. Tuy nhiên, bộ hóa thạch đã bị xâm hại nặng nề bởi những kẻ trộm hóa thạch, một vấn nạn nhức nhối trong giới khảo cổ Mông Cổ lúc bấy giờ. Một năm sau, sự tình cờ đã dẫn đường cho tiến sĩ Curry đến một trong những phát hiện vĩ đại nhất trong lịch sử nghiên cứu khủng long. Ở một số quốc gia Trung Á, người ta có tập tục để lại tiền hoặc thức ăn ở những nơi linh thiêng để cảm tạ thần linh mỗi khi họ gặp vận may. Tiến sĩ Curry và tiến sĩ Lee tình cờ tìm thấy một sấp tiền Turkric, đây là đơn vị tiền tệ của Mông Cổ, với màu đỏ khá nổi bật giữa màu cát sa mạc được giấu dưới một tảng đá. Nhờ đó, họ phát hiện được đây chính là một bãi hóa thạch đã bị những kẻ trộm ghé thăm. Tại khu vực được gọi là Virgin TCAV này, đoàn khảo sát tìm thấy một bộ xương bị bỏ lại của một cá thể khủng long rất lớn, chỉ thiếu hộp sọ và các bàn tay. Mặc dù vậy, dựa vào hình dáng của phần chi trước còn sót lại, không khó để xác định đây chính là phần còn lại của một cá thể Deinocheirus, thậm chí còn lớn hơn cả con đầu tiên được phát hiện.
một lần nữa số phận lại mỉm cười với tiến sĩ Curry khi vào năm 2011, ông nhận được một cuộc gọi từ Brussels, thủ đô nước Bỉ. Ở đầu dây bên kia là người đồng nghiệp đang làm việc tại Học viện Khoa học Tự nhiên Hoàng gia Bỉ, RBINS, Pascal Gottfried. Tiến sĩ Curry nhanh chóng đáp máy bay từ Canada đến Bỉ và ngay lập tức vỡ òa khi nhận ra đây không chỉ là hóa thạch của một con Deinocheirus mà chính là những phần bị đánh cắp của cá thể Deinocheirus được nhóm của ông phát hiện vào năm 2009. Giờ đây, với 3 mẫu vật trong tay, nhóm của Curry đã có thể phác họa khoảng 95% hình dạng lúc còn sống của một con Deinocheirus. Và khi tiến sĩ Lee, đại diện nhóm nghiên cứu, công bố chính thức về phát hiện này vào cùng năm 2014, đã gây một cơn chấn động không nhỏ trong giới cổ sinh vật thế giới, đa phần là sự ngạc nhiên pha lẫn cảm giác phấn khích đến tột độ. Điều đáng buồn là nhà nữ khoa học Otmoska đã qua đời trước đó, nhưng giáo sư Kielen Jagorowska vẫn còn ở đó để thay mặt người cộng sự của mình chứng kiến bí ẩn lớn nhất trong sự nghiệp của họ đã được vén màn bí mật. Những nghiên cứu về Deinocheirus. Sau hơn 50 năm gian nan truy tìm danh tính, thì cuối cùng tiến sĩ Curry và các đồng nghiệp đã tìm ra được bí ẩn lớn nhất. Đó là thân phận của Deinocheirus đã được giải đáp bằng nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà cổ sinh vật học với sự trợ giúp của thần may mắn, giúp chúng ta có cái nhìn khái quát về loài khủng long vô cùng kỳ lạ này. Ấn tượng đầu tiên về Deinocheirus là kích thước khổng lồ với chiều dài có thể lên đến 11,5m và nặng 6,5 tấn. Khi đứng thẳng, một cá thể Deinocheirus trưởng thành có thể cao từ 3,3 đến 3,6m. Như vậy, đây là thành viên lớn nhất trong họ khủng long Ornithomimosaurian, hay còn gọi là các khủng long giống đà điểu. Điểm nổi bật thứ hai chính là phần gai sống dài nhô cao từ các đốt sống tạo thành một cấu trúc dạng cánh buồm tương tự như ở Spinosaurus hay Oranosaurus. Tuy nhiên, các cấu trúc này dày hơn các khủng long kể trên nên có lẽ chúng đã tạo thành một cái bướu thì hợp lý hơn. Cho tới nay, chức năng của bộ phận này vẫn chưa được làm rõ dù có nhiều giả thuyết được đưa ra. Ngoài ra, từ các gai sống này cũng tỏa ra các dây chằng giúp gia cố cho phần bụng và đôi chân khổng lồ của con vật, giống cấu trúc của cầu dây văng ngày nay. Mỗi cá thể Deinocheirus sở hữu cho mình một bộ vuốt, dù không đủ sắc để xé xác con mồi như nhiều theropod ăn thịt khác, nhưng cũng là một món vũ khí tự vệ đáng gờm. Ngoài ra, hai chi trước với chiều dài lên đến 2,5m mỗi bên giúp con vật dễ dàng kéo lá cây từ trên cao xuống hoặc để vớt các loài thủy sinh dưới đáy nước lên. Phân tích hộp sọ của Deinocheirus qua chụp CT scan cho thấy mặc dù bộ não có cấu trúc tương tự với các loài chim và khủng long Troodontid, trong đó hành khứu rất lớn đồng nghĩa với khả năng đánh hơi rất tốt, tuy nhiên tỷ lệ não bộ trên toàn cơ thể lại quá nhỏ so với Ornithomimosaur nói riêng và các theropod nói chung mà chỉ tương đương với các sauropod. Vòng xương quanh ổ mắt cũng tương đối nhỏ so với chiều dài hộp sọ, cho thấy Deinocheirus là loài hoạt động chủ yếu vào ban ngày. Hộp sọ có hình dáng khá đặc trưng với chiếc mỏ vừa dài vừa dẹt giống của loài vịt hiện đại, cho thấy Deinocheirus sở hữu một chế độ ăn chuyên biệt hơn phần lớn các Ornithomimosaur khác. Các vị trí bám tận của các cơ chịu trách nhiệm cho việc đóng mở hàm chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với toàn bộ hộp sọ, cho thấy Deinocheirus có lực cắn khá yếu. Phần xương ở tận cùng đuôi của Deinocheirus cũng hợp thành một cấu trúc gọi là xương bánh lái Pigostye, giống như ở các loài chim hiện đại. Đây là nơi bám của lông đuôi, cho thấy Deinocheirus có khả năng sở hữu một bộ lông đuôi rất hoành tráng. Những điều thú vị khác. Deinocheirus sống ở đâu? Mặc dù sa mạc Gobi là một trong những sa mạc lớn nhất trên thế giới, nhưng vào 70 triệu năm trước, ở giai đoạn cuối của kỷ Creta, nơi đây được biết đến với tên gọi là Bồn Địa Nemec, là một vùng đất trù phú với mạng lưới sông hồ dày đặc cùng hệ sinh thái vô cùng đa dạng. Các Deinocheirus đã từng sinh sống rất nhiều ở đây khi cả ba bộ hóa thạch mình nêu ở trên tìm được chỉ cách nhau khoảng 50 km, cùng với nhiều loài khủng long nổi tiếng khác như Tarbosaurus, The Reginosaurus, Aleoramus hay người họ hàng gần gũi của chúng ta là Gallimimus. Deinocheirus ăn gì? Theo như tiến sĩ Lee,
thì ông cho rằng mặc dù có ngoại hình hầm hố như vậy, nhưng thức ăn chủ yếu của Deinocheirus là các loài thực vật thủy sinh mọc ở đáy sông và hồ. Khi kiếm ăn, nó dùng cái mỏ rộng và dẹt tương tự như mỏ vịt, rà sát đáy hồ và xúc thức ăn vào miệng. Trong mẫu vật MPC D100/127, các nhà khảo cổ đã tìm được hàng ngàn viên sỏi trong dạ dày với đủ mọi kích thước. Số sỏi này có thể đóng vai trò giúp nghiền nát thức ăn trong dạ dày do chúng không có răng. Đây là cách mà đà điểu và nhiều loài chim ngày nay vẫn làm. Lẫn trong các viên sỏi dạ dày, người ta cũng tìm thấy xương và vảy cá, do đó không loại trừ khả năng Deinocheirus là một loài ăn tạp. Tuy nhiên, chúng có chủ động săn mồi hay các loài vật nhỏ này chỉ vô tình lọt vào miệng khi chúng kiếm ăn vẫn chưa được làm rõ. Vừa rồi là toàn bộ những thông tin mà chúng ta có được về Deinocheirus, một loài khủng long kỳ lạ đã khiến cho các nhà cổ sinh vật học đau đầu suốt hơn 50 năm qua. Nếu các bạn biết thêm thông tin gì về loài này, hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nhé. Nếu các bạn thấy video hữu ích, có thể để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo. Các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình thêm thông qua những thông tin ở phần mô tả hoặc tham gia vào gói hội viên để nhận được những đặc quyền chỉ từ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.